Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2 thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận 10 triệu đồng của cụ ông Nguyễn Văn Huỳnh ở địa phương ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Số tiền này do cụ dành dụm được từ tiền con cháu biếu tặng. Tính đến nay, các tổ chức cá nhân trên địa bàn phường 2 đã ủng hộ cho quỹ này 226 triệu đồng.